Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Như quý vị đã biết thì xem tử vi tháng 12 của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ giúp cho bạn biết được chi tiết về vận mệnh của mình trong tháng 12 sẽ diễn ra như thế nào và vận mệnh của mình sẽ ra làm sao. Trong tháng 12 âm lịch này thì những người tuổi Giáp Ngọ được quý nhân tương trợ, vậy nên mọi sự có thể nói rằng là đều hanh thông, công danh sự nghiệp phất lên như là diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo về đầy nhà. Và sau đây thì sẽ là phần luận giải chi tiết cho quý vị tuổi Giáp Ngọ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng của 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sai trung kim, là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao. Tính tình nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, lại luôn gần gũi với mọi người nên họ có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ là người rất dễ rung động, họ dễ bước vào nhưng cũng rất nhanh chóng kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy sáng tạo, song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Tử vi các con giáp tháng 12 âm lịch năm 2021 cho rằng, trong tháng này, các gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ cần phải chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp, nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Giáp Dương Mộc gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Ngọ cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 12 năm 2021 tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 theo lịch âm cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh mẽ đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Ngọ đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của bạn quan trọng hơn tất thảy. Những người trên cương vị lãnh đạo cần phải lưu ý, con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ chỉ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy giăng ra từ trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi của gia chủ tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết, bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Giáp Ngọ nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Bạn cần làm đó là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì xảy đến với mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Giáp Ngọ khá tốt. Tuy nhiên, bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu.
Xem tử vi năm 2021, sức khỏe của tuổi Giáp Ngọ không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài luyện tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt xảy đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau này. Gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm, của người tuổi Giáp Ngọ tháng này không thật sự khởi sắc. Bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn, luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để cho bọn trẻ sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ đó chính là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bạn bây giờ đã trở thành người tâm giao, cùng chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu cái gì cần thiết với gia đình của mình. Bên cạnh đó thì bạn cũng cần phải lắng nghe tâm tư của vợ chồng mình để mối quan hệ của cả hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Giáp Ngọ, cần phải chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình điều hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Giáp Ngọ trong tháng 12 âm lịch.
Và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung hay hơn, đặc sắc hơn được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.